Trong nhiều năm qua, việc thực hiện đảm bảo quyền trẻ em đã được nhà nước, chính phủ và những cơ quan ban ngành cũng như nhiều tổ chức xã hội quan tâm. Ngay trong dự thảo luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi lần này, có rất nhiều những điểm mới nhằm tăng cường vai trò giám sát việc thực hiện quyền trẻ em. So với luật năm bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2004, thì cái việc quy định cụ thể chi tiết hơn đối với từng cơ quan tổ chức trong việc giám sát quyền trẻ em là một điểm rất mới trong dự thảo luật lần này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng trong nhiều năm qua, cơ chế điều phối liên ngành trong giám sát thực hiện quyền trẻ em còn kém hiệu quả, dẫn tới hoạt động của các bộ ngành chính quyền địa phương trong vai trò giám sát thực hiện quyền trẻ em còn hạn chế. Hầu hết các cái vụ mà xảy ra các vi phạm quyền trẻ em đều do là các cơ quan báo chí báo cáo. Và sau đấy khi sự đã rồi thì bắt đầu mọi người mới đến nào là từ thiện, nào là giải quyết các thứ. Giám sát quyền trẻ em thì chúng ta phải có một cái là chúng ta phòng, dự phòng. Đến nếu xảy ra thì đảm bảo sự minh bạch. Tại hội thảo về hoàn thiện cơ chế giám sát việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức sáng nay 28 tháng 8, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra khuyến nghị về mô hình cơ quan giám sát độc lập quyền trẻ em. Cơ quan này nó sẽ giúp để chỉ ra xem là hiện nay các cơ quan thực hiện quyền trẻ em đã đảm nhiệm đúng cái vai trò chức năng của mình hay chưa, đã thực hiện tốt vai trò chức năng của mình hay chưa, và liệu quyền các vi phạm về quyền trẻ em đã được giải quyết một cách triệt để, một cách thỏa đáng hay chưa. Và tôi nghĩ là cái việc mà cần việc Việt Nam phải có một cái cơ quan này là hoàn toàn là phù hợp với cái bối cảnh của Việt Nam cũng như là phù hợp với bối cảnh quốc tế. Mô hình cơ chế giám sát độc lập quyền trẻ em cũng sẽ là một kênh để ban soạn thảo luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tham khảo nhằm hoàn thiện hơn cơ chế giám sát việc thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam trong thời gian tới.